Hello anh em, như trên hình anh em đã thấy ấy, thì mình có để đưa lên bốn cái mẫu lòng mà anh em thường mua nhất, chuyên dụng cho các cái dòng hút mật hay dòng khuyên sâu này kia, cái dòng chim nhỏ ấy, ốc mít hay bảy màu gì đó, thì em cũng có đưa lên để bán báo giá luôn cho anh em thấy ha. Cái lồng này là lồng phong cao, em đo kích thước cho anh em thấy ha. Lồng này mục đích của anh em săn tìm cái lồng này là để thuần bổi hoặc là để nuôi nuôi cảnh trực tiếp luôn. Chiều cao của nó là tới nóc luôn là 48 ha. Cái lồng này là 55.000, lồng này là 50.000 anh em ha, tức là giống nhau, khác có mỗi cái nóc thôi. Lồng này là 50.000, lồng này là lồng vuông nha anh em, đó, lồng này là lồng vuông, cao của nó là 33 cm, cao 33. Vậy mà vừa nãy mình không biết, mình báo là 27, sai quá sai luôn. Ngang là 21, 21 33 nha anh em. Đó, anh em thấy hả? Lồng này mình đang bán là 50 ngàn một chiếc. Lồng vuông. Không có kháng phân nha anh em. 50 ngàn một chiếc. Rất là dày dặn cứng cáp hả? Đó. Mình zoom cho anh em thấy ha, 50 ngàn. Tức là mình theo người ta nói câu không có sai, nó là tiền nào của đấy anh em. Lồng vuông. Còn đây là lồng hai ngăn nha anh em. Lồng hai ngăn thì khoảng cách là 31 cm. Khoảng cách của một cái ngăn là 15 cm. 15 cm chiều ngang á. Còn chiều dài của nó là 24 cm nha anh em. Lồng này cũng không có kháng phân. Thì cái hai cái lồng vuông này thì mình sử dụng giấy nha anh em. Còn hai cái lồng tròn này thì mình có cái kháng phân bằng nhựa. Mình có thể tháo cái đó ra để vệ sinh tiện lợi hơn. Tức là mỗi người một sở thích thôi. Lồng vuông thì rẻ hơn chút. Cái lồng vuông hai ngăn này là 60 ngàn nha anh em. 60 ngàn. Nó có cái quai sách chứ nó không phải là móc như lồng tròn nha anh em. Đó. Bên cạnh đó thì mình cũng có bán một số phụ kiện như áo lồng, cầu đứng, cống ăn, cống tắm, cống uống nước tự động hay ăn tự động cũng có luôn nha. Giá rất là rẻ. Anh em có thể là nhấn vào cái số điện thoại ở trên màn hình nhé. Kết bạn Zalo để mình báo giá cho nó chính xác nhất nha anh em. Chào anh em.